Em xin kính chào tất cả các anh em và quý khách hàng nhá. Thì hôm nay em làm một cái video để cho anh em xem. Thì hôm nay em muốn trân trọng giới thiệu với các bác cái khu vực phần bãi mới nhà em. Hôm nay đã chính thức là nhà em cho mấy xe đá về để nhà em đổ bê, để sắp tới đây là làm nhiều đấu thêm nhiều máy hơn để anh em có nhiều sự lựa chọn hơn. Xe nâng nhà em bên kia khu được bọn em đã đánh dọn gọn ra để cho xe đá vào để bọn em đổ bê. Đấy, sợ nhà em đang làm mấy chút. Đấy, con này em đang dùng là con SK75 anh em nhá. Rất khỏe. Con em đang dùng là đổ bê anh em ạ. Đây. Ở cái khu vực này thì nhà em còn mấy con nữa, mấy con 30, ra xích 75, EC120, EX75, trừ 3. Trong kia có con Hitachi EX55. Đấy, con kia là con 30, nhà em đang tháo ra để đánh số máy cho cùng người đăng kiểm. Đây, con này nhà em 75, SK75 em dùng là đổ bê. Đây. Ngoài máy xúc thì nhà em còn có xe nợ mà. Đấy, nhưng mà kênh em thì chuyên về máy xúc thôi. Đấy, máy Kobe rất khỏe anh em nhé, cực chất. Hiện tại thì cái phần này nhà em đang có ba bãi mới, một bãi ở dưới kia, bãi trên này và một bãi ở ngay sau cạnh tập đoàn 911, bãi của tập đoàn 911. Đây, thợ nhà em đang đổ bê vào để tuần tới này khi mà xong thì nhà em sẽ về khoảng thêm 10 công máy xúc nữa, hạ thẳng vào đây luôn. Đây, nhà em đã đánh gọn xe nước ra, hôm nay đánh làm việc. Đây, đấy, đoạn khu vực đường này. Đây, xe nước nhà em rất nhiều, xe nước nhà em thì cực nhiều nha. Máy xúc mới vào. Kính thưa các bác là lần này máy nhà em đã về với số lượng nó nhiều hơn và đều hơn trước, những cái dòng máy nó đã đa dạng hơn. Đấy. Mong các bác vẫn luôn đến ủng hộ cho công ty chúng em. Anh em thợ tập trung quay bãi, anh em kinh doanh quay bãi cùng luôn. Làm gì có xích ở đây? Có xích đâu? Có xích đâu? Xích gì? Đâu, làm gì có? Lừa xanh dầu. Đấy, lấy thêm con nữa, lấy thêm con EX75 nữa để hai con làm việc cùng một lúc luôn cho khỏe. Đấy, thì anh em nào thiện chí cần máy gì cứ alo cho em, như các số điện thoại như cũ 0988 273 763. Địa chỉ nhà bãi nhà em thì vẫn ở thôn Phù Dục 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội anh em nhá. Đấy, rất ok. Con SK75, con này X75, hai anh em bay. Ok, đấy, em xin phép các bác em dừng video ở đây. Hẹn các bác ở những cái video sau. Chúc các bác có một ngày làm việc thật là ok. Để em cho anh em làm một tí. Rồi ok, em chào các bác nhé.